bắt buộc thay lồng hay xước lồng thì thôi mình sẽ úp 72 luôn. Hello anh em, là mình Cu Đen đây. Hôm nay là ngày thứ mấy nhỉ? Ngày thứ 3, ngày thứ 4 gì đó. Sau ngày đi tour về, hiện tại là Cu Đen ở đấy đi tour là đi tour tầm khoảng, từ lúc mà về là đi khoảng 400 cây, và tình hình là cái xe của mình nó đang bị kêu một cái vấn đề gì đó mà mình chưa biết nó kêu cái gì. Thì cò nó kêu rồi đó, cò nó kêu ghê rồi đó, cò nó bị kêu một cái kế bên cò nữa mà mình không biết là kêu cái gì. Bây giờ là mình nghĩ là do tăng cam, thì hiện tại là mình sẽ cầm cái xe của mình đi, mình lên trên đó mình tăng lại cái cam, tại vì nhà mình không có đồ nghề. Mình sẽ qua bên mình coi lại cam cò đồ như thế nào, mình tăng cam của nó có hết kêu không. Nếu mà nó không có hết kêu thì chắc phải đem xe qua lò làm lại. Và cái xe của mình đi rất là ẩu, mình đi giờ về tới nhà mà mình vẫn chưa có thay nhớt. Hôm nay mình mới vác cái xe mình đi để mình thay nhớt. Tình hình là không biết là nó còn bao nhiêu nhớt ở trong đó luôn. Tình hình là không biết là nó còn nhớt ở trong đó không luôn á. Nhiều nhân sẽ thắc mắc là đi khoảng 400 cây, xe 68.4 và đi lon tăng thì nó hao như thế nào. Thì bây giờ là mình sẽ chạy qua mình thay nhớt, rồi mình lên một cái con heo cho xe của mình nha. Xe của mình á, hiện tại là chưa vô đồ chơi, chỉ vô cái bô thôi. Bây giờ là mình sẽ vô một ít đồ chơi cho xe của mình. Cái tiền này thì cũng là tiền từ YouTube thôi, cũng là tiền từ anh em ủng hộ mình. Nói chung là con xe này, cái con heo này á, nó lên xe là thực sự là mình nhìn con heo thôi là mình nhớ tới anh em liền. Có rất rất là nhiều anh em thương mình. Bây giờ là mình sẽ tranh thủ mình chạy qua cái chỗ làm của mình, mình thay con heo vô, mình canh bánh cho nó nhẹ nhàng, rồi mình sẽ quay cho anh em xem ha. Mém thì dính, tại vì mình vừa nhìn công an xong á, hơi ẩu xíu. Chạy đi thôi. Xíu nữa mình sẽ cho anh em nghe cái máy của mình hiện tại nó đang bị kêu cái gì. Nó đang bị kêu cái gì thì anh em nghe, anh em mình nghĩ là anh em chơi xe thì anh em sẽ biết thôi. Còn mình thì mình không có biết nhiều lắm, mình chỉ biết đồ ngoài thôi. Đang học từ từ, làm từ từ. Bây giờ cục máy của mình á, thì cũng tự làm luôn. Coi tháo nồi, tháo nếp rồi ra rồi tự dọn lại luôn. Ha. Con xe này, à không nhầm, con xe này của người ta. Đây con xe của mình đây. Hiện tại là xe của mình đang bị có một số vấn đề. Bây giờ là mình sẽ cho anh em nghe ha. Thưa bạn anh, là mình đã đi một cái tour Đà Lạt, và hiện tại cái xe của mình nó đang bị chút trục trặc. Nó bị bể bạc đạn cam hay là trùng cam gì thì mình không có rõ, nhưng mà nghe nó rất là khó chịu. Mình nghĩ là bị bể bạc đạn cam em ạ. Em nghe không? Đó. Cái này là bị bể vào đạn cam rồi. Hiện tại là mình phải chạy qua lò mình gấp, mình làm lại lên. Nếu không nó rất là nguy hiểm, nó sẽ bị lấp. Kiểu này nó cũng bị nặng á, cũng không có nhẹ đâu. Và cũng hên là khi mình về tới Sài Gòn thì xe nó đã bình thường lại. Không bình thường lắm nhưng mà xe nó đã ok. Nó cố gắng đưa mình về tới Sài Gòn, chứ không mà lúc dưới đường là chết. Bây giờ là mình chạy qua lò của mình để làm lại cục máy này nha anh em. Canh lại hoàn toàn luôn, rồi bắt đầu vào một số đồ chơi cho nó và đi dyno cho nó an toàn hơn ha. Ok anh em. Hiện tại là cái xe này nó cũng tới kỳ bảo dưỡng nó rồi, bây giờ là mình sẽ đi mình bảo dưỡng nó. Không biết là nó có bị hư gì nặng không, hy vọng là không. Nếu mà hư nặng quá mà bắt buộc thay lồng hay xước lồng thì thôi mình sẽ úp 72 luôn. Ok nha, hy vọng là không có sao ha. Giờ là mình sẽ chạy qua bên lò của mình để mình canh lại. Hiện
tại là cái xe của mình nó không có nỉ, nó bị đi uống cà phê riết mà mấy bạn biết mình luôn. Bây giờ là tại vì cái xe của mình nó có tiếng giống LNK á, anh em có thể thấy và anh em có thể nghe ha. Hiện tại là do xe của mình nó chạy. Bây giờ là mình sẽ đi qua lò của mình. Cái xe của mình nó đúc ngắn quá, thế nên anh em sẽ nghe tiếng phè đó. Đó anh em nghe không? Sẽ nghe ha. Bây giờ mình sẽ chạy qua lò của mình để mình coi lại và mình kiểm tra lại là xe của mình nó bị hư cái gì. Nó rất là khó chịu luôn và nó rất là kỳ cục luôn á. Nói chung là tới kỳ thì nó hư thôi. Đó. Còn nếu mà anh em muốn làm máy thì anh em cứ liên hệ với mình. Hiện tại là mình có một số nơi, có những nơi mà làm máy đi tour bài nhẹ nha, bài 62 hoặc là 65, 62 tầm 14 cho tới 16 triệu. Hiện tại là mình đang có nơi luôn 16 triệu. 65 thì tầm 21 triệu đổ lại. Đó. Nơi này là nơi lò bên mình, lò dưới Hóc Môn, anh em chơi với nhau làm. Còn nếu mà lò xe của mình á thì mình làm ở bên Bình Tân. Bây giờ là mình phải kiếm đường hẻm để mình đi vô, chứ thực sự mình không đi ngoài quốc lộ được. Tại vì tình trạng xe nó không chạy lẹ được, lỡ mà có chuyện gì á là đi không có được. Thế nên mình sẽ phải kiếm đường hẻm để mình đi cho nó an toàn hơn ha. Hạn chế tối đa cái việc mà gặp công an ha. Ok. Còn nếu mà anh em muốn làm xe thì cứ liên hệ với mình thôi, Winner ẹt đồ kiểu mình nhận hết ha. Đó. Con này thì bây giờ là mình sẽ cố gắng kiếm tiền, tại vì mình sắp lãnh tiền YouTube rồi, là mình sắp có tiền rồi anh em, mình sắp có tiền rồi. Mình có một đợt này YouTube được 2-3 triệu gì á, thì chắc lấy 20 triệu đó mua con heo ha, gắn con heo vô cho nhìn nó xe nó cứng cáp một chút. Đó và nó xào nè, cái này mà đem lên quýnh Dino một phát ha là banh luôn máy. Tự nhiên thấy hello bạn Yên, nay bạn dậy sớm gì ạ? À? Bạn ra bạn nhìn mình hả? Bạn ló cái đầu qua. Rồi xong luôn á. Hiện tại là bên mình, bên lò của anh em mình á, là sắp tới sẽ đi đánh giải. Nhưng mà chưa có biết là đánh cái giải nào đây. Mình sẽ qua mình cho anh em xem mấy con xe này đang canh lại hết rồi. Phải canh thật là mạnh, phải xác định là có giải mới đi đánh ha. Nếu mà đi thì mình sẽ chạy, mình sẽ đi lên 2K để mình quay anh em xem. Wow. Mức mà gặp công an rồi mà vẫn bị gặp. Mấy này chắc tội nè, gặp con liền. Ok, lời anh em. Với cái tình hình hiện tại là hôm bữa anh em có clip rồi đúng không? Mình để đó cho ông sửa tầm khoảng 3 ngày á. Ông để đó 2-3 ngày thì khi mà ông mang cái xe của mình ra, cái xe của mình nó bị vấn đề rồi. Nó thực sự là bị vấn đề rồi. Cái dên của nó bị cháy anh em ạ. Cái dên bị cháy do là chắc là mình đi á, cái nhớt nó bơm thiếu á, nó lên không có nổi, hoặc là do mình đi mình quên châm nhớt là cái gì đó, hoặc là lâu quá nó hư hay là cái gì đó, hoặc là mình bảo nhanh quá nó hư thì mình không có rõ. Nhưng với cái thời điểm hiện tại là nó đã bị hư tay gen rồi.
và cái tay gen ở trong nó bình thường thôi, nó vẫn chạy được, nhưng mà nó kêu cái tiếng lục cục rất là khó chịu. Thế như là đầu anh clip anh em xem rồi đó, nó kêu rất là khó chịu. Thế nên đó, mình không biết là mình có suy nghĩ hiện tại là nó đang phân vân lắm mọi người ơi, cực kỳ phân vân luôn. Không biết là bây giờ mình sẽ như thế nào. Tại vì á, lúc đầu là mình nghĩ là mình sẽ giữ cái cục máy số 8 như thế này, là mình không có thay đổi gì hết. Nhưng mà sau một vài lần thì nó đã thay đổi một xíu ở trong rồi đó. Thật sự là một cái cục máy này là một cái gì đó khá là kỷ niệm đối với mình, giữa mình với lại Duy, là cục máy đầu tiên của mình chơi xe độ luôn nha. Anh em biết, anh em theo dõi mình thì anh em sẽ biết là mình từ xe zin lên thẳng luôn, là cục máy đầu tiên mình chơi xe độ và là cục máy đầu tiên mà mọi người biết tới mình nhiều hơn, và là cái cục máy đầu tiên á mà mình thực sự là mình được chơi và mình được trải nghiệm đó, mà cũng là cục máy kỷ niệm, rất là kỷ niệm của mình đối với Duy. Thực sự nó không có gì nhiều hết, nhưng mà nó là một cái kỷ niệm gì đó. Mình hành ống cũng rất là nhiều và anh em chơi nhau cũng rất là vui, và cũng có một cái hứa hẹn với nhau là sẽ làm chung với nhau, phát triển chung với nhau. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì nói chung là anh em không còn được gặp nhau nữa. Mình cũng nghĩ là mình sẽ giữ nó là một cái kỷ niệm, nhưng mà kiểu mỗi lần nhìn nó thì cũng hơi buồn ấy, nhìn thấy nó thì hơi buồn. Và đợt này nó hư nhiều lắm, nó hư khá là nhiều, nó không có vào đúng cái bài của người làm nữa. Tại vì mỗi một thợ nó sẽ có một cái bài làm khác nhau, một cái kiểu làm khác nhau, và tất nhiên là sẽ có một cái phương thức làm khác nhau đó. Thì sẽ có người làm theo kiểu dạng này, người làm theo kiểu dạng kia. Thực sự hồi xưa mình làm xe này của Duy mình rất là thích, tại vì xe nó không có tiếng động luôn, và hầu như nó không có kêu cò hoặc kêu cam đâu nha anh em, nó không kêu. Nhưng mà sau này mình mới hiểu ra một vấn đề là khi mà mình ép giống như vậy á thì cái tỷ số nén nó khá là căng, nhưng nó sẽ hơi bào máy một xíu, có nghĩa là sẽ nhanh hơn. Còn có xe anh em thấy những xe lớn á, thì thường nó sẽ hơi kêu cò nhẹ một chút để nó có độ hở ấy. Đó, thì xe bây giờ là mình làm bên này thì ông anh của mình ông nói là bây giờ xe nó không có vào một bài nào hết. 68 thì cũng không phải là 68, lên 72 nữa, hỏi 72 mà nó cứ giữa ngưng, nó cử 65 và 68, nó không có vào một cái bài nào hết. Ga tầm 3.000 hay là 4.000 nó đã quát rồi, nó đã muốn đi rồi, và nó hết máy rất là lẹ. Nó tầm khoảng 10.000 vòng tua, 11.000 vòng nó đã hết máy rồi. Thế nên nó chạy cái ga hậu của nó rất là đù, rất là ngu, tại vì nó không có vào bài nào hết. Bây giờ ông có cho mình hai phương án, ông nói như mình như thế này: bây giờ một là em sẽ giữ lại cục máy như thế này, em giữ lại và anh sửa bài cho em, có nghĩa là anh sửa hết bài luôn, anh làm đúng bài của bên anh luôn, để cho nó chạy nó thực sự là đạt. Đó, nó đạt, nó không hư nữa, và nó đỡ tốn tiền em hơn. Thì cái chi phí nó rất là rẻ thôi, nó khoảng 5 triệu quay đầu. Cái thứ hai là anh sẽ lên cho em 72 cộng 4. 72 cộng 4, tại vì mình đang đi cấu hình là 68 cộng 4 rồi, thì mình lên 72 là 72 cộng 4 luôn, cho nó đơn giản hơn. Với lại cái cộng 4 là cái số đẹp thực sự luôn, nếu mà trong diện cộng á, mình thấy cộng 4 là đẹp nhất, vừa có gia tốc vừa có hậu luôn đó. Thì ông bảo là bây giờ anh cho em hai phương án rồi em lựa chọn đi. Nếu mà 72 á, giờ 68 úp lên thì tầm mười mấy triệu quay đầu, em cứ suy nghĩ đi rồi em quyết định, em trả lời cho anh biết. Với thực sự hiện tại là mình vẫn muốn giữ cục số 8 này, tại vì anh em biết sao không, mình đã có một cái câu nói với anh em là mình sẽ có một thời gian là mình test hết sức máy của con cục 68 này. Nhưng mà mình không còn cơ hội nữa, tại vì cái đợt đi Nha Trang về á, cái đợt mà đi gần đây nhất là đi Đà Lạt về nè, mình có đi qua một cái đường quốc lộ khá là rộng và khá là dài, nhưng nó xui một cái là mình test gần hết rồi nhưng mình lại không bấm cam anh mà, cái cam trước của mình nó không có lên luôn. Về đến nhà là không có một clip nào bạo lực hết, không hỏi có một clip nào bạo lực hết, thế là cũng khá là xui ha. Nên là mình cũng đang rất là thắc mắc và đang rất là đắn đo là có nên lên 72 không. Tại vì giờ lên 72 nè là sẽ có ưu điểm là gì, ưu điểm là chạy khỏe hơn nè, sướng hơn nè, nói chung là đúng cấu hình của nó hơn nè. 72 thì anh em biết rồi, cái gia tốc của nó khủng lắm, nhưng lại không đi phố được, tại vì mình lên mô tăng luôn rồi, giờ không đi phố được nữa. Còn lên 68 thì sao? 68 thì mình vẫn đi bô dín, mình vẫn đi bô dín, vẫn đi phố được, vẫn đi hàng ngày được, tỷ số nén nó rất là thấp và nó đỡ hư vặt hơn đó. Thì mình đang suy nghĩ, thì sau khoảng tới hôm nay là khoảng 3-4 ngày rồi anh em ạ, mình để xe đó rồi thì mình chắc là mình quyết định mình sẽ lên 72. Mình sẽ lên 72, nó cũng là một cái gì đó
vừa vui vừa buồn với mình. Buồn là mình phải chia tay cục 68, một cái kỷ niệm khá là đẹp. Nhưng mà vui á, vui là mình được trải nghiệm một cục máy mới, một cục máy lớn hơn, mạnh hơn. Đó, cho anh em nhiều cái clip để xem hơn, đi tour ô tô ok hơn. Và anh em được nghe cái dàn hơi nó căng hơn, sướng hơn. Đó, thì mình sẽ quyết định là mình sẽ lên cục 72 cộng 4 nha anh em. Bây giờ là mình sẽ phải thay là cái họng xăng nè. Họng xăng nó sẽ móc ra 42 nè. Đó. Cái kim nó tổng khoảng 300, trên dưới 300. Đầu nè, đầu 25-28, xúc bắp, đồ các kiểu luôn, cam theo lò. Rồi lồng là lên lồng, có thể mình sẽ đi lồng ECS hoặc lồng rất leo chẳng hạn. Đó, gen thì đi lên, gen gì mình quên rồi, đi trái 72. Mình sẽ để lại cái lồng và cái đầu và trái 68 của mình. Cái đầu á, là đầu 24-27, cái đầu còn nguyên anh em, thay xúc bắp rồi. Nói chung là thay xúc bắp, 4 cái xúc bắp BCS rồi, nó rất là bình thường, nó rất là ngon. Đó, cái lồng thì cũng vẫn được xài được. Anh em về anh em làm lại nhẹ một xíu là anh em xài được. Còn tay dên á, tay dên thì nó bị hư rồi, thế nên mình không thể nào mà để cho anh em được. Nói chung là nếu mà để như vậy cả trái nè, rồi lồng nè, đầu nè, thì anh em mình sẽ để cho anh em tổng khoảng tầm 3 triệu rưỡi trở lại thôi, 3 triệu rưỡi quay đầu thôi. Để anh em về anh em úp 68 anh em chạy cho nó khỏe ha. Đó. Thôi, nói chung là hôm nay là một cái clip gì đó để mình thông báo về cái dự án sắp tới của mình đối với anh em. Vài hôm nữa mình sẽ đi qua mình thăm mấy con xe của mình. Và mình sẽ có một cái dự án mới, mình sẽ bật mí anh em sau ha. Nhưng mà mình nghĩ là anh em sẽ thích cái dự án này của mình ha. Ok, và anh em nếu anh em thấy hay hãy cho mình một like nè, một subscribe và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của mình. Tầm khoảng 3 tới 4 ngày nữa thì mình sẽ chạy qua bên lò để mình thăm mấy con xe của mình hiện tại nó được rớt máy chưa, nó như thế nào rồi. Và mình sẽ cho anh em xem là cái tay dây nó bị cháy như thế nào và đầu